Chiều mùng 2 tháng 4, đoàn công tác của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng vụ cháy tại con hẻm đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải kiểm tra thực địa hiện trường vụ cháy và ân cần động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng vụ cháy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng vụ cháy sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo và phát huy tác dụng công tác phòng cháy chữa cháy bốn tại chỗ, phòng ngừa có hiệu quả nạn cháy, nổ xảy ra, ra đảm bảo an toàn tài sản của người dân. Đến trưa mùng 2 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 cùng các đơn vị thăm động viên và hỗ trợ 198 triệu đồng cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng và hỗ trợ 72 triệu đồng cho 6 hộ gia đình bị thiệt hại nhẹ. Ủy ban Nhân dân phường 2 cũng bố trí chỗ nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm cho các hộ dân trong thời gian khắc phục thiệt hại do vụ cháy. Như đã thông tin, tối mùng 1 tháng 4, ngọn lửa bùng cháy từ xưởng gỗ ở con hẻm đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, rồi lan sang nhiều nhà dân. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều căn nhà bị cháy rụi. Tổng diện tích cháy là 470 m2, chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1120 m2, dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn. Ven kênh tàu hủ có hàng chục căn nhà cấp 4 lụp sụp, tạm bợ làm bằng ván ép lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch di rời để chỉnh trang đô thị và ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa triển khai được thì xảy ra vụ cháy. 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, Ủy ban nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ cháy tại hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển phường 2. Buổi họp báo do ông Phạm Quang Tú là quận ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chủ trì. Theo ông Tú, khoảng 19 giờ 40 phút, Ủy ban nhân dân phường 2 quận 8 nhận tin báo cháy nhà tại hẻm số 124, đường Phạm Thế Hiền. Khi xảy ra cháy, công an quận 8 đã triển khai 3 xe chữa cháy các loại, trong đó có 2 xe nước, 1 xe phương tiện và khoảng 65 cán bộ chiến sĩ, 40 bảo vệ dân phố triển khai chữa cháy tại bãi chứa vật liệu gỗ cũ, phía sau nhà không số, kế bên số 206 trên 1 trên 20, đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Theo ông Tú, nơi cháy bắt đầu từ xưởng đồ gỗ cũ, lúc xảy ra hỏa hoạn thì không có người trông coi, vụ cháy không gây thương vong về người. Do khu vực cháy nằm trong hẻm và ở ven sông nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Công an quận đã yêu cầu lực lượng chữa cháy trên sông của PC07 chi viện lực lượng và phương tiện hỗ trợ. Đến 20 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt. Theo kết quả xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định điểm cháy xuất phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ, phía sau nhà không số, kế nhà số 206 trên 1 trên 20 đường Phạm Thế Hiển. Tại đây chứa vật liệu dễ cháy nhưng không có người trông coi. Vụ cháy diễn ra trong giai đoạn thời tiết nắng nóng nhiều ngày. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến 470 m2 bị theo dụi. trong đó có hai hộ dân bị cháy nhà, một hộ kế bên bị ảnh hưởng nặng, 6 hộ xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ do bị áp khói cháy, thấm nước trong quá trình chữa cháy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có kiểm tra nhắc nhở, xử phạt vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, vật liệu gỗ cũ. Tại buổi họp báo, ông Tu nói, số lượng nhà ven kênh rạch có 10.000 căn hộ. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện di rời 1.580 căn. Khu đất bờ bắc kênh đôi mở rộng tuyến đường, phía bờ nam, nơi xảy ra cháy, đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi để thực hiện di rời. Theo đó, phía nam có khoảng 500 căn nhà cần di rời. Tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 4, lực lượng chức năng đã hỗ trợ 279 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo quy định, các trường hợp bị ảnh hưởng vụ cháy sau khi cơ quan chức năng điều tra xong được phép sửa chữa cải tạo để ở trong thời gian chờ di rời nhà ven kênh rạch. Trước khi kết thúc buổi họp báo hơn 16 giờ, trả lời câu hỏi vụ việc có dấu hiệu phá hoại hay không, ông Tú cho biết lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, chưa có kết quả. Khi có kết luận, quận sẽ thông báo đến cơ quan báo đài. Liên quan tới vụ cháy nhà ven kênh ở quận 8 vào tối ngày 1 tháng 4, ngay trong sáng ngày 2 tháng 4, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 đã ra soát hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Bà Trần Thanh Hà, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 cho biết, qua rà soát, hiện xác định ban đầu có 9 hộ bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Trong đó với 3 hộ bị thiệt hại nặng, quận 8 đã hỗ trợ ban đầu 41 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá là 1 triệu đồng. Với 6 hộ thiệt hại nhẹ hơn, mỗi hộ được 11 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng. Ông Tăng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phương án ban đầu, Ủy ban nhân dân phường sẽ hỗ trợ chi phí thuê nhà cho những người có nhà bị ảnh hưởng ở và sẽ tính phương án lâu dài khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân. Ủy ban nhân dân phường 2 đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 và các đoàn thể đến thăm hỏi các nhà dân bị ảnh hưởng. Dự kiến chiều nay, Ủy ban nhân dân quận 8 sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ cháy và phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Trước đó khoảng 19 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4, khói lửa bùng lên tại một bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau căn nhà trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, sát mép kênh. Đám cháy sau đó lan ra, thiêu dụi nhiều căn nhà, may mắn là không có thương vong về người. Lúc xảy ra cháy, nhiều người dân chỉ kịp chạy thoát thân mà không kịp mang tài sản. Ngày 2 tháng 4, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi để chứa cỗ, rồi lan sang nhà dân trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2 quận 8 làm thiêu dụi nhiều tài sản. Ông Tăng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 8 cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cháy hoàn toàn căn nhà có diện tích 50m2, một căn nhà bị cháy 100 trên 150m2, cháy hai kho chứa vật liệu gỗ cũ với diện tích là 320m2. Lực lượng chữa cháy bảo vệ được 8 căn nhà với tổng diện tích hơn 1.000m2. Theo ông Phong, hai căn nhà bị cháy lan được người dân thuê để làm kho chứa vật liệu gỗ cũ. 6 căn nhà bị ảnh hưởng với 24 nhân khẩu và chính quyền địa phương đã thuê khách sạn để người dân bị ảnh hưởng ở tạm. Ông Phong thông tin, trong sáng ngày 2 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường 2 phối hợp với các tổ chức đoàn thể mạnh thường quân trên địa bàn quận 8, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ từ 35 tới 40 triệu đồng đối với hộ bị cháy, 10 triệu đồng đối với hộ bị ảnh hưởng, và cho biết sẽ hỗ trợ người dân dọn dẹp khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất để sớm ổn định cuộc sống. Đối với các hộ dân có giấy tờ bị cháy, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hỗ trợ để người dân làm lại. Như đã đưa tin trước đó, lúc 19 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy bãi để chứa vật liệu gỗ cũ nằm trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8 và đã điều động nhiều xe chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ của ba đơn vị đến chữa cháy. Hiện trường vụ cháy nằm sát ven kênh tàu Hủ nên lực lượng chữa cháy dùng ba cano lấy nước dưới kênh để chữa cháy. Một nhóm khác thì tiếp cận đám cháy từ đường bộ và kéo vòi rồng phun nước vào bên trong để dập lửa, ngăn cháy lan. Lúc 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích cháy là 470m2, trong đó cháy hoàn toàn 50m2, nhà số 206 trên 1 trên 18A, cháy khoảng 100 trên 150m2, diện tích nhà số 206 trên 1 trên 18, cháy khoảng 320m2, diện tích bãi vật liệu gỗ cũ lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân